đánh thì đánh nghìn mục tiêu, tìm mục tiêu, tìm cách đánh bằng được. Nó thì trăm đơn vị thay phiên nhau đánh mình từ tháng 1 cho đến tháng 5. Không một ai giúp mình, tất cả đều tiến vào. Hôm nhất là trời mưa rất dữ và nắng cũng rất dữ. Mỗi một đêm đi đồng hồ thì thế nào lại không được chết. Riêng trung đội tôi thì trong 3 đêm là đã mất đi một nửa. Nhưng cái khác thì đây là kinh khủng. Anh nuôi gánh gồm các thứ lên 3-4 anh. Cứ đến chỗ ấy là ngã gục, là bạn chết. Nhiều lúc nó bắn ào ào này, há mồm ra nói là bụi vào mồm. Ngó đầu lên là đạn của nó vèo vèo. Cái loại vũ khí của địch nó không tiếc gì đạn. Ta thì tình trên đất nước mà nằm ở trong hầm này hầm nọ trong giao thông nào. Mà không những chỉ có anh em chiến đấu bị thương không, tài thương cũng bị thương, quân đi cũng bị thương. Thành ra thế nào một ngang đấy. Nghĩ đến Điện Biên thì mình trong lòng rất tự hào. Tự hào bao nhiêu thì cũng thực tế là cũng ngập ngùi bấy nhiêu. Đầu đỗ chết nhiều. Đến cuối năm 1953, sau nhiều thất bại liên tiếp, quân Pháp tại Đông Dương lâm vào thế bị động trên chiến trường. Để cứu vãn tình thế, ngày 19 tháng 11 năm 1953, Pháp cho quân nhảy dù chiếm Điện Biên Phủ, xây dựng nơi đây thành căn cứ quân sự kiên cố để làm bẫy nhử thách thức quân chủ lực Việt Minh tấn công. Trước thách thức của kẻ địch, ngày 24 tháng 11 năm 1953, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận định: vô luận rồi đây địch tính thay đổi thế nào, địch nhảy dù xuống Điện Biên Phủ căn bản là có lợi cho ta. Cuối tháng 11 năm 1953, các đơn vị của Quân đội Nhân dân Việt Nam được lệnh dồn quân về khu vực lòng chảo Điện Biên để tham gia chiến dịch mang bí danh Trần Đình, phương châm đánh nhanh giải quyết nhanh. Trong đó có những chàng trai của trung đoàn 174. Lúc mà hành quân đi ấy, thì cũng chưa biết là mình đi đâu, chỉ biết là đi rất xa. Bởi vì hành quân hàng tháng mới đến nơi. Và lúc đấy chỉ biết là Trần Đình, Trần Đình là bí danh của Điện Biên Phủ. Nhưng mình đã biết là Điện Biên rồi, mình đến Điện Biên rồi cũng chưa biết là Điện Biên. Chỉ biết là trận đánh rất quan trọng, sẽ thương vong rất nhiều. Mà chưa chắc là mình đã về đâu. Mà lúc đó thì ai cũng như ai, cho nên là cũng không có gì là quan trọng lắm. Khi mà được lệnh đánh Điện Biên, chúng tôi lúc đầu chưa nghĩ tới là trên sẽ điều động tới 3-4 sư đoàn. Cũng chỉ nghĩ là có lẽ chỉ một cái sư đoàn 36 của mình với lại 38 là cùng. Thế nhưng mà sau này khi mà về đến nơi tập kết rồi, được phổ biến rồi, thì thấy rằng địch quá mạnh. Không phải chỉ có 2 sư đoàn có thể đánh được, mà trên là phải điều động tất cả tới 4 sư đoàn của binh và cả một sư đoàn pháo, như vậy tức là tới 5 sư đoàn. Thì thấy là lực lượng đông, mà thấy đông như vậy thì cũng thế, cũng có lẽ lực lượng đông như thế này thì đánh nhanh rồi. Năm nay tôi 27 tuổi, cho nên thì biết đánh, bảo đánh thì đánh, nhìn mục tiêu tìm cách đánh bằng được. Về thì được nhận lệnh là lên họp. Khi họp đầu tiên của trung đoàn mới phổ biến rằng trung đoàn 174 đánh trong A1, mở cửa bên phía đông ra, trung đoàn 98 của đại đoàn đánh trong C1, thì trung đoàn 102 thủ đô chọc sâu vào trung tâm, rồi đánh từ trong bên ra, rồi ngoài này tiếp tục đánh vào, thì là giải quyết Điện Biên Phủ vào trong 2-3 ngày. Tất cả đều đinh ninh thế này. Dự kiến ban đầu là đánh 3 đêm 2 ngày. Vừa vặn vào đúng là cái hôm ông Táo đấy. 3 đêm 2 ngày xong là vào Mường Thanh ăn Tết với dân là vui vẻ lắm. Thấy các cô thái xòe, rồi là mình hình dung ra là nó rất thơ mộng, nó rất lãng mạn.
thực hiện cái đánh nhanh, giải quyết nhanh, mỗi người như thế là đem 3 ngày lương thực, 3 cơ số đạn, nghĩa là nặng như một con ngựa thổ, để mà từ trên núi mà xuống dưới Điện Biên để đánh trong 3 ngày. Đêm 24 sang ngày 25 tháng Giêng thì chúng tôi đã ra trận địa rồi, tức là để chỉ có chờ lệnh điện thoại là đánh. Điện thoại ở trên bảo nổ súng, thế là nổ súng. Thế thì đến 4 giờ sáng thì trung đoàn trưởng Nguyễn Hữu An của cái trung đoàn 174 này nhận được một cú điện thoại, thì ông An kể lại và sau này viết trong hồi ký là mình tưởng là điện thoại từ trên xuống, tức là điện thoại nổ súng, hóa ra là điện thoại rút quân. Quay, rút ngay về vị trí cũ. Thế thì tôi chẳng hiểu đâu, cua tai nheo gì. Và cũng giản đơn là tôi mới quay thì quay, về thì về. Rồi cũng trong bụng thì nghĩ bụng đánh quái gì mà lại ra cho để về. Nhưng mà trên bảo thì dưới nghe cứ thế đi về chả chuyện gì. Nhưng mà khổ cái là đi xuống thì mang nặng như thế, mà đáng lẽ đánh nhau thì trút đi được. Thế nhưng mà không đánh nhau thì vẫn cái cơ số gạo thóc, cái lê đạn trược đấy mà đi về, mà đi ngược dốc. Đi ngược dốc với cái tinh thần, tức là lúc ấy bực mà chán, mà thắc mắc, không hiểu tại sao mà đang vào chuẩn bị đánh 3 ngày cho xong để giải quyết mà bây giờ lại quay ra. Thế là không được đánh, mà mang ra thì nặng, mang ra này đồng thời lại lên dốc, cho nên là mệt mỏi vô cùng. Tôi đi về nửa chân, đấy nửa đường, đến lúc mơ sáng thì gặp đại đoàn trưởng Lê Quảng Ba. Lúc ấy mình mới phổ biến rằng bây giờ là chuyển qua là đánh chắc tiến chắc. Pháo kéo vào rồi phải kéo ra, vì không chắc chắn gì phải kéo ra. Cái lúc ấy là bắt đầu là lên đào cho tổng hạng. Đào thì bắt đầu từ đó trở đi là cứ tiểu đoàn cứ bắt đầu 4-5 giờ chiều là chuẩn bị là ra như một công trường ban đêm. Giữa ruộng đến Mê Phủ, ruộng bậc thang đến Mê Phủ, cứ đêm là cả tiểu đoàn, bất cứ tiểu đoàn nào thế mà đẩy ra nhau là toàn dàn ra. Là phải có như kiểu kỹ sư, là cũng phải phát thảo, rồi cũng phải thước đo, cứ làm chích chắc 5 mét một cái góc, 5 mét một góc, thì cứ thế để làm thành ra một cái giao thông hào chích chắc, chích chắc. Ở Điện Biên Phủ không có trời lạnh, mãi đến bên gần đây chúng tôi mới biết, cho thời kỳ đó cứ tưởng tại sao mùa đông năm nay mà lại ở Tây Bắc mà lại không rét. Hóa ra ở cái khu thung lũng đó là không bao giờ nhiệt độ xuống dưới 25 cả. Thế cho nên là cứ mặc cái quần xà lọn là đào hào xong rồi về là tắm tắp qua loa cái là nằm ngủ. Thậm chí có cậu nó chẳng có tắm gì cả, nằm lăn ra ngủ, rồi hôm sau rồi tắm luôn. Ôi, lúc ấy là có kể gì bẩn với sạch đâu. Đi đào hào thì cũng coi như là 3-4 ngày hoặc là tuần qua được cái suối nào đấy thì tranh thủ tắm thôi. Chứ còn nói chung là không có được tắm gì cả. Kể cả là gặp đầu ăn đấy thì là cơm này, là bùn này chăng nữa thì cũng cứ cầm nắm cơm mà cắn này, chán này, chứ còn này. Quần áo thì làm gì có như bây giờ đâu. Mỗi anh em chỉ có 2 bộ quần áo thôi. Đấy là một cái. Thứ hai nữa là quần áo phần lớn là của dân cho, mỗi người một kiểu. Tôi thì mặc cái bộ quần áo nâu, tay đùng, màu xanh. Thế chứ làm gì có quần áo trang bị ấy đâu, không có đâu. Cho nên là đêm làm quần quật như vậy, nhưng mà ban ngày là cứ chân trùng trục cho nằm, rồi chơi, nghỉ. Tối lại đi làm. Khổ nhất là trời mưa, thì ở Điện Biên thì trời mưa rất dữ và nặng ngủ rất dữ. Nhiều khi đào xong trong giao thông hào là bùn rất là nhiều, đi có khi cũng đổ, nhưng mà vẫn cứ phải làm. Ví dụ như mình đi từ đây sang hầm bạn ấy, là phải lội xuống bùn nhão, mà lúc đó có quần dài đó, toàn cổ tùi thôi. Thế còn nhảy vào hầm nhau thì là phải vuốt cái chân này từ trên xuống thôi đó, chảy hết bùn đi xong rồi xong nhảy lên ngồi đấy. Và khi mỗi một tối, một đêm đi đào hầm thì thế nào lại có người chết,
bởi vì nó thấy người đào hào lực kịch 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 thế này thì nó bắn vào đấy, nó cứ cái chỗ nào mà có tiếng động là nó nện pháo vào đấy, thì là bị thương bị chết, mà mình lại chưa được đánh đào hào, tức là để chuẩn bị chứ chưa được nổ súng thì mình cứ chịu chết. Trong các cái ác liệt của cái trận Điện Biên Phủ thì mặt trận cái trận đào do Cộng Hòa là một cái loại hoạt động ác liệt nhất. Ví dụ như đơn vị trung đội rồi vừa mới khoảng chiều thì vừa mới rải quân ra, chỉ huy đơn vị vừa phân công xong chưa đào được nhật cuộc nào thì một quả pháo nó đã nổ và đồng chí trung đội phó hy sinh ngay tại khi mà chưa bắt đầu mới phân công nhiệm vụ. Cứ đào bơi mãi thế này không được đánh nhau à? Thì đào xong mới đánh chứ. Không được đánh, tôi xin chuyển đơn vị. Ở đây hậu đào mãi chán rồi, tôi sẽ lăng nhăng đào đi. Đập xuống. Lúc ấy đúng là quân lệnh như sơn, bắt làm nhiệm vụ gì thì làm nhiệm vụ đó, thì chứ không có ý kiến gì cả. Thế là biết là hôm nay là dẫn đi đào hào là đi đào hào, thế còn cái số nào là đi đánh là đi đánh, thế còn để là ai nào sống thì là biết là sống thêm một ngày. Tôi riêng trung đội tôi thì trong 3 đêm là đã mất đi một nửa. Thế còn để suốt trong quá trình là đại khái là cứ hôm nay bị thương với chết đi bao nhiêu thì hôm sau lại bổ sung tân binh vào. Nghĩa là cứ lắp vào cho nó đủ. Thế trong khi mà đào hào dọc như thế này, thế đồng chí nào bị thương vong hay như thế nào đấy thì khiêng người phía sau. Thế lại là đằng sau lại nối lên cứ đằng cái đầu người đằng sau thì nối với chân người đằng trước. Là cứ thế nằm đào sâu xuống một đoạn đầu, dần dần là ngồi đào đến quỳ đào, nhưng bao giờ mà đến nó hoàn thành là đứng đào thì là khoảng 1 mét thì là đạt yêu cầu. Sau hơn 1 tháng, trung đoàn 174 đã đào được khoảng 30 cây số hào. Toàn bộ chiến dịch tổng kết lại, quân đội nhân dân Việt Nam đã đào được 400 cây số đường hào ngang dọc, dần dần bao vây và siết chặt, tiếp cận dần vào các cứ điểm của quân Pháp. Ngày 13 tháng 3 năm 1954, đợt tiến công thứ nhất của chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu. Chỉ sau 5 ngày chiến đấu, cánh cửa phía Bắc của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ đã mở toang. Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiêu diệt 2 cứ điểm Hiềm Lam và Độc Lập, buộc quân Pháp tại Bản Kéo phải đầu hàng. Những người lính nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị cho đợt tiến công thứ hai, vượt qua vô vàn gian khổ khi thời tiết Điện Biên bước vào những tháng ngày khắc nghiệt nhất. Đúng là trong cái thời kỳ đánh Điện Biên, đơn vị gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Bởi vì trước kia thì ta đánh nhỏ lẻ, cao nhất là đến một trung đoàn thì dân địa phương còn có thể giúp đỡ được. Nhưng mà đằng này ở Điện Biên chúng ta 5 sư đoàn, tính theo mỗi sư đoàn hơn 1 vạn quân, ra hàng vạn dân công, thanh niên xung phong. Và ta thì thời kỳ đó ô tô có đâu cũng có. Đường xá bị hỏng rồi thì địch nó có máy bay, cho nên là tiếp tế rất khó khăn. Nhưng mà tôi phải nói lại một điều cho nó đúng. Tôi không thể nào nói thay cho tất cả cái chiến dịch, bởi vì tôi chỉ là một người lính. Nhưng tôi có thể nói chung của cái trung đoàn 174 này là không đói. Thỉnh thoảng đứt bữa, thí dụ như là chưa kịp đi lấy gạo về thì có thể cái bữa ấy nó nhỡ một tí. Chứ còn bảo là đói trong suốt chiến dịch thì không có. Là vì sao? Thứ nhất là cái bộ phận hậu cần
làm việc rất tốt. Khi bắt đầu đào hào, tức là bắt đầu từ tháng giêng, từ cuối tháng giêng năm 54 mà cho đến hết chiến dịch, thì mỗi một người lính một cân gạo tẻ một ngày, 1 kg gạo một ngày. Nếu là gạo nếp thì được 1 cân 2, bởi vì gạo nếp nó không nở. Mà cơm ăn như vậy thì tạm được, nhưng mà thức ăn thì rất là gay gò, chủ yếu là cá khô, những con cá khô bằng ngón tay này, bằng ngón tay này. Mỗi một bữa một khẩu phần, một chiến sĩ được một suất cơm với một con cá. Có con cá thì gãy cả đầu, con cá thì gãy cả đuôi. Thế nhưng mà anh em nhường nhau, nghĩa là anh nào yếu đau thì là thường thường là được hưởng phần hơn. Tiểu đội trưởng mà đi hàng ngày á, như thế là làm cái nhiệm vụ chia cơm, chia khẩu phần á, thì các đồng chí đó, cán bộ tiểu đội, trung đội đều lấy cái phần ít nhất, nhỏ nhất, thậm chí là ăn cơm muối. Thế gian khổ nói thì vô cùng. Sau này đến lúc già là nghĩ ngợi cũng không hiểu tại sao con người ta có sức chịu đựng đến như thế. Bởi vì cái gian khổ này là gian khổ từ cái hôm mà đi truy kích Lai Châu rồi quay về Điện Biên, là gian khổ từ đấy ra, chứ không phải là đến lúc đánh A1 hay đánh Điện Biên mới là gian khổ. Lính ta thì thèm thuốc, thế cho nên là gặp dân công xin được một điếu thuốc lào bằng ngón tay này, là chục anh em kéo bằng hết, không còn có tí sái nào mà trên điếu hết, hay là thì vớ được điếu thuốc lá thì cũng truyền nhau là một người kéo, nhưng mà thằng này kéo hơi mạnh mồm một tí rồi thằng khác giật ra, để theo là 10 anh kéo mỗi anh được một hơi, mỗi đây nửa hơi cho đến hết thì kéo điếu thuốc lá thổi lên. Đến lúc nó cháy mồi không kéo được nữa thì thôi. Mà đặc biệt cái thiếu là đường. Lính của mình là thèm khát, thèm đường lắm. Phải nói là thèm kinh khủng. Cả nửa năm trời không được một tí đường nào. Người mệt bã, mệt lắm. Thế thì hôm đó là sau cái đợt 1, chúng tôi được lệnh lên trung đoàn để báo cáo tình hình chuẩn bị. Thế thì tôi là nghĩ là tôi sẽ lên trung đoàn báo cáo thì phải kiểm tra lại cái cứ điểm xem như thế nào. Nắm thì tôi với mấy anh em đi kiểm tra tình hình. Tôi nghi là nó gài mìn. Ta ra đây xem sao. Đang lùi húi nghiên cứu như thế này thì một cậu dẫm phải cái mìn pháo sáng của địch. Thế là pháo sáng bùng lên. Địch nó bắn rôn dập một lúc xong. Thế là tôi bị thương vào cánh tay. Bị thương nhẹ thôi, nhưng mà nó vào cái xương. Thế mà hôm sau thì phải đi lên trung đoàn rồi. Thế là lên cái là gặp ông An ngay ngoài cửa, là ông quát ra rồi. Họp xong ông gọi riêng tôi ra. Ông nói thôi, cậu phải giữ tiểu đoàn trưởng, mà không chiến đấu được thì tinh thần của anh em ra sao. Ông ấy nói thế xong rồi ông ấy rút túi đưa cho tôi 2 viên kẹo. Ông ấy bảo cậu ăn đi cho nó khỏe. Thế thì tôi ăn luôn một viên, thấy khoái thì ăn luôn một viên đã. Đấy, nghĩ bụng thôi còn viên này về cho tiểu đoàn phó Lê Sơn. Thế thì cậu tiểu đoàn phó tay này là rất là sông sáo. Đêm nào cũng đi đào hầm suốt đêm, mọi người thì xanh sao. Thì nghĩ cũng thương tình. Và thôi, còn viên kẹo cho nốt trong này. Thế lúc cậu dậy chuẩn bị đi mới đưa cho viên kẹo. Cậu cầm cậu mà, kẹo à, lâu lắm mình không được ăn kẹo. Rồi để tối nay đi ra đào hào nhọc cho nó tỉnh. Cũng nghĩ là ông ăn thật. Thế sáng hôm sau khoảng 4 giờ rưỡi, 5 giờ sáng cái là giờ còn lờ mờ thôi. Nhưng mà lúc đó là anh em về thì tôi phải ra ngoài để mà xem như thế nào. Thế thì tự nhiên là thấy ông Nhuận đại đội trưởng 316 chạy vào dúi vào tay tôi vào. Này, có cái kẹo rồi, anh đang bị đau tay này, cầm lấy mà. Rồi hắn chạy. Giờ ra xem thì đúng là cái kẹo tôi đưa Lê Sơn tối trôn trước.
Hỏi nhân sự thế nào, hôm qua cái kẹo cậu ăn có được không? Đấy, tay nó cười, ôi dồi, mình nó nhỏ quá rồi, mình ngập một mồm mới nuốt trôi mất, không biết là không biết như nào, thấy nó ngọt nhưng mà thấy cũng thích, cũng có cái kẹo nó cũng tỉnh người. Thế tôi mới cười, tôi mới đưa cái kẹo, tôi nói cái này tại sao lại còn ở đây. Cậu nó ngẩn người không nói được cái gì cả. Tôi mới nói là sáng này Nhuận đã đưa tôi. Thế sao cậu không ăn, cậu cho Nhuận. Thế lúc đó anh ấy nói là, người xưa nói là mình cũng định ăn, nhưng mà trông thấy nó mấy hôm cứ bị sốt rét, nó gầy quá. Trong mấy cán bộ thì nó là cái thằng mà yếu nhất, thì đưa cho nó. Thế nó lại không ăn, nó lại đưa về cho cậu. Thế thì cái này nhưng cái khát thì mới là kinh khủng. Cái chiến dịch Điện Biên rơi vào thời là những tháng mùa khô ạ. Mỗi một trận mưa lên xuống thì há mồm lên cho mưa rơi vào mình. Và thậm chí anh em ở trên đồi A1, cấp chỉ huy gọi điện lên: các cậu ở trên đấy cần gì, có đói không? Thì anh em trả lời bằng điện về, nói là đói nhưng mà khát lắm, không thể chịu được, khát lắm, không có cái gì mà uống cả. Thì anh em ở trên bảo thế thì anh nuôi nhất thiết phải bao nhiêu nước dồn cho trên đồi, thì anh nuôi đun nước xong rồi là để vào tất cả những gì có thể được là ống bơm rồi bi đông rồi cái gì cũng được, và gánh cơm và nước gánh lên theo giao thông hào lên đồi A1, đi qua cái chỗ như là cửa tử. Đã đi lên đồi A1 là không thể nào không qua cái chỗ ấy, bởi vì hai bên này là đồi núi cả, nên là nếu mà chạy ở trên ấy thì coi như bằng phơi xác là chết. Thế nên buộc là có một tí hào ở dưới để mà che đỡ thì phải chạy qua cái chỗ ấy. Thế mà trong khi đó thì pháo từ các nơi nó đã căn sẵn về cái chỗ rồi, nó biết là quân ta bao giờ phải qua cái chỗ thì mới vào được cái đồn đó. Cho nên nó căn sẵn, cứ thế nó dập thì 10 quả thì nó đến 7-8 quả trúng vào giao thông hào, rất là nguy hiểm. Chính mắt tôi ở trên đồi, anh nuôi gánh gồng các thứ lên 3-4 anh cứ đến chỗ ấy là ngã gục, nó bắn chết. Anh khác lại tiến lên lại đến đây là chết, chồng lên nhau, anh nuôi chồng lên nhau, cơm nước tung tóe hết. Ở trên anh em xót xa quá. Alo, ban chỉ huy, thôi đừng lên nữa, lên làm gì, lên thằng nào chết thằng ấy, lên làm gì, thà chết còn hơn, thà chết khát còn hơn, đừng lên nữa. Xót xa cảnh anh nuôi chồng chất lên nhau ở cái chỗ ngã ba ấy, cái chỗ chiến đoạn chiến đoạn. Cho nên là tại sao mà tôi khi nào tôi nói đến đấy là mắt tôi nhìn thấy những quang cảnh ấy. Và người ta cứ tưởng như là anh nuôi là đi nấu cơm rồi chắc là đằng sau chắc không chết, nhưng mà riêng trong chính Điện Biên thì anh nuôi chết như những người chiến sĩ bình thường. Chúng tôi rất quý trọng, rất thương nhau như anh em ruột, phải nói thẳng như thế. Chúng tôi để ý thì không có một cái chuyện tị nạnh, không có một cái chuyện suy bì hết cả. Cuộc sống của cái thời kỳ đó nó chan hòa lắm, nghĩa là vất gian nan vất vả, nhưng mà anh em vẫn vui cười, vẫn ca hát. Bây giờ mỗi phong trào là ủng cán ái binh, ủng cán thì ủng hộ cán bộ, cho nên ra lệnh tất cả các thứ gì là quân này cũng giám sát làm theo. Thế ái binh thì là ái binh mình là tiểu đội, trung đội, đại đội, đó là thương yêu chiến sĩ. Cao Bắc là đây là quân biển thủy chậm hồ
tiền thổ đồng kinh man sát rai, tay trong tay gieo hát cười vui hy sinh diệt thế thủ chúng sơ đấu tranh. Với tinh thần và quyết tâm đó, các chiến sĩ trung đoàn 174 đã sẵn sàng chuẩn bị cho trận tiến công cụm cứ điểm A1. Ngày 30 tháng 3 năm 1954, mặt trận Điện Biên Phủ có vẻ im ắng khác thường. Nó báo hiệu một điều gì đó long trời lở đất sắp sửa xảy ra.